chị Vân Trang làm gì mà suy tư dữ vậy? Ồ, phải rồi đó. Chị đang suy tính và nghĩ cách làm giàu. Làm giàu? Ồ, phải rồi. Chị đang suy nghĩ một cái dịch vụ nào đó có thể làm đẹp mà phải là độc đáo mới được. Vậy thì làm đẹp thẩm mỹ đi. Spa làm thẩm mỹ ai cũng làm rồi. Vậy thì đâu có gì là độc đáo nữa đâu. Vậy thì mình làm dịch vụ nào mà phụ nữ thích nhất và sử dụng đi, sử dụng lại đi. À, cao kiến đây. Để chị suy nghĩ nha. Nếu mà chúng ta sửa mắt, sửa mũi, độn cằm, mấy cái đó thì chỉ làm một lần rồi thôi đúng không? Chỉ có... À đúng rồi, giảm mỡ thừa, đốt mỡ, làm ốm. Mấy cái đó thì chị em phụ nữ thích lắm. Và có thể làm đi làm lại nhiều lần luôn. Bây giờ mình phải nghĩ như thế nào là một cái chiến dịch này đó thật là đặc biệt mới được. Đốt mỡ hả? Cũng đâu có khó. Vậy là chú có cách hả? Chỉ cho chị với. Chuyện nhỏ, chú sẽ chỉ cho chị Vân Trang. Theo em. Chú là sao vậy em? Em nói là chỉ đi kiếm cách mà. Tại sao lại ở đây nướng thịt rồi chừng nào mới xong? Ai bảo chị Vân Trang là em nướng thịt ăn chứ? Chứ em làm cái gì vậy? Chị thấy thơm quá trời luôn à. Đây, chị Vân Trang có nghe tiếng xèo xèo của mỡ không? Nghe. Thì sao? Để đốt mỡ thật dễ ẹt. Một cây đuốc thì mỡ cỡ nào cũng cháy. Còn không thì chú cho chị Vân Trang một cây đèn cầy và một cái bật lửa. Khi nào cần đốt thì đốt, bảo đảm mỡ sẽ tan ra liền. Trời ơi, chuối ơi là chuối. Dùng cái cách đó của em á thì da thịt nó còn tan biến luôn chứ ở đó là mỡ. Ai bảo chị Vân Trang nghe lời bọn nhỏ nói rồi ngồi than trời trách đất vậy không biết à. Bởi vậy em tôi khỏe thấy không? Sai lầm quá trời là sai lầm khi mà nhờ chuối luôn. Thôi, chuối đi chơi đi, để chị tìm suy nghĩ cách lành mạnh hơn. Hứ, mọi người không cần em nữa thì thôi. Em đi tìm người cùng chí hướng để làm giàu đây. Tên nhóc lém lỉnh này, mà Vân Trang cần giải pháp lành mạnh thì nhờ trà xanh đi nè. Nhờ trà xanh. Uống trà xanh vô xong thì sẽ không ngủ được, thức sáng đêm, rồi giảm sức khỏe. Thế là giảm cân, phải không Dr. Khỏe? Chị Vân Trang nói một cái là mất cảm xúc luôn vậy đó. Vân Trang hiểu không đúng về trà xanh rồi nha. Nếu nước trà xanh mà uống đúng cách thì sẽ giúp đốt calo, giảm cân hiệu quả lắm đó nha. Thôi. Đất tôi khỏe với là trà xanh đừng có xí gạt chân Trang giống như là bạn chuối nữa. Đang buồn đó nè. Tất nhiên là không rồi. Chất chống oxy hóa EZCG trong lá trà xanh tươi có thể giúp cơ thể đốt cháy mỡ. Ngoài ra, trà xanh còn ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ, nên sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Càng cảm thấy giận Dr. Khỏe. Tại sao một vấn đề quan trọng tới như vậy mà tới bây giờ Dr. Khỏe mới hướng dẫn cho Vân Trang? Thời gian thích hợp để uống trà là khi thức dậy và sau khi ăn sáng ít nhất 30 phút. Đối với các bữa còn lại trong ngày thì uống sau bữa ăn từ 30 đến 60 phút là được. Nhưng nhớ đừng uống quá 3 ly một ngày và không uống khi bụng đói nha Vân Trang. Tưởng cái gì, chuyện đó thì dễ ẹt. Vậy là từ nay về sau Vân Trang sẽ áp dụng cách này. Và mọi người hãy nhớ lưu ý với cách này nha, để chúng ta được ăn thoải mái mà không phải kiêng khem về ăn uống. Nhưng cách này thì không giảm mỡ hiệu quả như cách của chuối, nên sẽ không giúp cho Vân Trang làm giàu được. Thì làm sao đi ta? Thôi mà, để tôi khỏe. Đừng có nhắc nữa mà. Rõ ràng là chuối đang trêu Vân Trang đó thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.